Chào tất cả anh em. Và mình sẽ tiếp tục chơi con game Halo Evoy. Tiếp tục nâng rank con game này. Và mình sẽ chơi con tướng Shaja. Game này là game MOBA khá là hay. Nếu anh em chán những cái game MOBA mình đã từng chơi đấy thì anh em có thể chọn lựa chuyển sang game này. Mình thấy con game này nó tương tự như Dota mà lại có nhiều con tướng khá là giống cái trong cái Liên Minh. Mà hôm nay có một con game mở test thuộc dạng game MOBA, đó là game Legion of Glory. Hiện mà hôm nay thì là con Tân Tiểu Ngạo Vina Game sẽ mở và mình sẽ dành một chút thời gian để mình sẽ chơi con game Tân Tiểu Ngạo của Vina Game nhé. Có anh em nào chơi Tân Tướng Ngạo video game không nhỉ? Ôi con tướng này đánh khá là hay nhỉ. Di chuyển rất là linh hoạt. Con này thuộc kiểu kiểu như là một cái con Miko của Nhật Bản ấy. Cầm cái bùa trong tay và dùng skin này. Kiểu đội gì nhỉ? Đội diệt trừ yêu quái ấy. Ở trong những cái phim của Nhật Bản hay anime Nhật Bản anh em xem này. Có đấy. Nó kiểu kiểu như thế đấy. Game này thì ra mắt cũng khá lâu rồi. Nhưng mà mình thì bây giờ mình mới chơi.
À, chủ quan quá. Đánh khá là sướng, bộ skin rất hay, khá là linh hoạt. Nhìn con này tốc độ di chuyển khá là nhanh này, có cái hiệu ứng xanh xanh khi chạy đấy, cái đấy nó là hiệu ứng tăng tốc đấy. Anh em nào thích chơi thì lên Google Play tải thôi. Trên Google Play có đấy. iOS chắc trên App Store cũng có thôi. Đàm rất to, đàm to, khống chế có. An enemy has been slain. Khá là bá đạo đấy. Skin từng tầm rất là sai. Don't you want to die at least once? Holy shit! Stop! Your team has been killed. Chưa đánh như này thôi. Đố bạn nào giết được mình luôn.
cứ đứng ngoài xả thôi. Có bạn nào giết được mình luôn. Đuổi đi. Đuổi đi. Này, đứng ngay cho đánh này. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Không dây được nữa rồi. Team bạn có vẻ hơi gà nhỉ. Your team has destroyed a fort. Your team has destroyed a fort. 47 chênh lệch quá cao, quá nhiều. Win. Trận này mình MVP chắc rồi. Chuẩn luôn MVP luôn. Mình sẽ chơi một game nữa nha. Trận này mình sẽ chơi Lunaria. Lunaria. Game này ở đồ họa nó ở tầm mức vừa phải thôi, nên là cũng khá là nhẹ. Nhẹ hơn Liên Quân rất nhiều. Chơi mượt mà luôn. Nên mình khá là thích cái con game này. Con này kiểu như là hàng Nga. In mặc cái bộ này như hàng Nga. Hay nó là hàng Nga thật đấy anh em ạ. Luna bé nhỉ. An enemy has been slain.
Con này đam bé nhỉ, trông như con xây ra vậy lại. Xây ra vừa nãy đam khá to đấy. Này skin nó dùng xa, skin dùng tầm nó xa, trông như con này. Bọn này nó ngáo sao nhỉ? Thế nó vẫn lao lên được. Tàn. À, đánh rank mà cứ như đánh cái máy. Ở đây nha bạn, đánh rank đấy. Đánh rank không phải là vớ vẩn đâu. Nhanh nhá, chủ yếu là test tướng cho anh em xem thôi. Flower power. Killing spree.
Con này skin choáng dùng vừa lâu mà nó lại tầm khá là gần, nên là cũng khá là nguy hiểm đấy. Rõ hay thì nó thì rõ trắng, đánh đêm nó chả có cái độ khó gì. Thực tin đấy là biến thành họ ấy, biến được chẳng hỏi. Sao được tớ mà đuổi? Ui. Rất nhiều. Nên là sẽ đăng ký kênh của chúng tôi ủng hộ mình nha. Bye bye. Hẹn anh em trong các video tiếp theo.